Chào các bạn nhỏ, trên là Anna đây. Hôm nay tuyết rơi rồi, toàn bộ thế giới trở nên trắng xóa. Các bạn ơi, nhìn này nè, đẹp quá phải không? Lần này chị nhận được một chiếc dây chuyền quý giá đó. Dây chuyền vàng đấy. Ui, bụng chị đau quá. Chờ thi nhé các bạn ơi. Chị sẽ đi nhà vệ sinh một chút nhé. Chị Anna có một chiếc dây chuyền đắt tiền à? Wow, quá đẹp. Tớ sẽ ăn cắp nó mà không ai biết. Ồ, người đó đang làm gì vậy? Chắc chắn không ai nhìn thấy đúng không? Ôi trời! Ủa? Chiếc dây chuyền của tớ? Nó ở đâu rồi vậy? Ôi trời ơi! Chiếc dây chuyền của chị, có lẽ nó bị lấy mất rồi. Tớ phải báo cho Anna biết về những gì tớ đã thấy. Chị Anna ơi! Chào em! Có chuyện gì thế? Em thấy tên trộm rồi ạ. Anh ấy cầm chiếc dây chuyền của chị đấy ạ. Ô này! Thật hả? Ai vậy? Ai đã lấy mất nó? Em nhớ rõ khuôn mặt của anh ấy đấy. Thế à? Em ơi! Mô tả khuôn mặt đi! Chị sẽ vẽ khuôn mặt nó theo như em nói. Dạ vâng ạ. Ô này, nói đi em ơi, khuôn mặt nó như thế nào? Khuôn mặt chắc chắn màu hồng và tròn. Và thay nhọn chị ơi. Ok nhé. Mắt thì sao? Mắt tròn và và anh ơi đeo mặt nạ màu đen. À ha. Và gáy răng. À, anh ơi có hai gáy. Cảm ơn em. Và có đặc điểm nào khác không? Có chứ. Anh ấy có nốt ruồi ở trán. Cảm ơn em nhiều. Hoàn thành rồi. Em ơi, nhìn khuôn mặt bạn gì vẽ đây? Ôi trời! Thu đi. Trời ơi! Phải làm sao đây? Nó đã trở nên lộn xộn, không thể nhận biết được nữa. Ồ, không sao đâu chị ơi. Hãy cùng làm lại từ đầu nhé. Ok nhé. Chị làm xong rồi. Chị ơi, em đã đưa nghi phạm chính đến đây. Hãy tìm ra ai là tên trộm.
phải là người này. Cũng không phải. Này, đây à, đây chính là tên trộm ạ. Ồ, chính xác. Chiếc chê chuẩn của tớ, hãy chạy ngay. Tìm thấy rồi. Thật sự xin lỗi, tôi sẽ không làm lại nữa. Tha thứ cho tôi lần này thôi nhé. Xin lỗi chị ơi. Ok, lần này tôi sẽ tha thứ cho bạn chỉ một lần thôi. Các bạn ơi, không được bao giờ lấy trộm những thứ của người khác, cho dù bạn thèm muốn cái gì của người khác đến đâu. Hẹn gặp lại nhé.